Chào mừng quý nhà đầu tư đến với bản tin Morning Note sáng ngày 25 tháng 6 năm 2020 do công ty chứng khoán Junta Việt Nam thực hiện. Chủ đề ngày hôm nay, MSCI có thể tăng tỷ trọng Việt Nam trong tháng 11. Cổ phiếu khuyến nghị QNS. Như thường lệ, chúng ta sẽ cùng điểm qua diễn biến thị trường thế giới. Thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh do lo ngại giai đoạn căng thẳng thương mại mới. Mỹ quyết định áp thuế lên EU và Canada, điều này khiến tâm lý nhà đầu tư lo ngại về tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ có thể sẽ còn bị ảnh hưởng bởi các cuộc trả đũa thương mại lẫn nhau như đã từng diễn ra trong năm 2019. Ngoài ra, sự bùng phát dịch bệnh cũng là nguyên nhân chính khiến thị trường chứng khoán đang gặp nhiều khó khăn trong ngắn hạn. Chỉ số Nasdaq điều chỉnh gần 2% với khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh, cho nên chúng tôi vẫn đánh giá đây chỉ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật ngắn hạn. Đồng thời, rủi ro ngắn hạn cũng có chiều hướng gia tăng, cho nên nhịp điều chỉnh có thể sẽ còn tiếp diễn trong vài phiên tới. Về diễn biến các quỹ ETF, quỹ M1 VFVN30 hút ròng thêm 25 tỷ vào chứng chỉ quỹ khi tỷ lệ premium của quỹ này đang là 0.31%. Quỹ FUEF VND hút ròng thêm 5 tỷ vào chứng chỉ quỹ. Quỹ FUESF VFL bị rút ròng hơn 1 tỷ vào chứng chỉ quỹ khi tỷ lệ premium của quỹ này đang là 0.06%. Về diễn biến thị trường Việt Nam, khối ngoại mua ròng nhẹ 54 tỷ, lượng mua ròng chủ yếu tập trung ở chứng chỉ quỹ FUEVF VND và cổ phiếu PLX. Nhìn chung, khối ngoại giao dịch vẫn ở mức thấp và vẫn tỏ ra thận trọng với diễn biến của thị trường. Đồng thời, thanh khoản của thị trường phần lớn phụ thuộc vào giá trị giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước. MSCI giữ nguyên đánh giá Việt Nam. Theo báo cáo cập nhật phân loại của MSCI, các tiêu chí đánh giá Việt Nam được giữ nguyên và MSCI cũng xem VSD đóng vai trò thanh toán bù trừ chính thức. Đây là điểm sáng duy nhất trong lần đánh giá này. Quốc hoa sẽ được chuyển lên thị trường mới nổi trong tháng 11 năm 2020, điều này có thể sẽ đẩy tỷ trọng Việt Nam tăng mạnh. Đồng thời, MSCI đánh giá kém các thị trường như Bangladesh, Lebanon và Nigeria, cho nên nhiều khả năng MSCI sẽ đưa các thị trường này thành xếp hạng riêng và tỷ trọng Việt Nam cũng sẽ có cơ hội tăng tỷ trọng trong danh mục cận biên của MSCI. Cổ phiếu ngày hôm nay, QNS. Mức top rating của QNS ở mức 92 điểm, cho nên chúng tôi đánh giá mức xếp hạng tăng trưởng của cổ phiếu này ở mức tích cực. Đồ thị giá của QNS đã có chuỗi tăng kéo dài kể từ tháng 3 năm 2020 với thanh khoản cũng tăng mạnh. Tuy nhiên, đồ thị giá đang giao dịch quanh ngưỡng kháng cự 30.16, cho nên chúng tôi đánh giá áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn sẽ còn gia tăng và các vị thế mua mới sẽ có rủi ro cao. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị nắm giữ và hạn chế mua mới hoặc có thể xem xét bán một phần tỷ trọng đối với cổ phiếu QNS. Quan điểm thị trường ngắn hạn. Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đi ngang quanh mức 860 điểm của chỉ số VN Index trong 1 đến 2 phiên tới. Điểm tích cực là áp lực bán không mạnh cho thấy cung giá thấp đã suy yếu và kịch bản đi ngang trong biên độ thấp sẽ tiếp tục diễn ra trong ngắn hạn. Tâm lý nhà đầu tư ngắn hạn vẫn còn bi quan và dòng tiền vẫn suy yếu cho thấy thị trường chưa thể sớm hình thành xác lập xu hướng tăng mới. Hệ thống chỉ báo xu hướng của chúng tôi vẫn duy trì mức giảm xu hướng ngắn hạn trên hai chỉ số chính với mức kháng cự 882.82 điểm của chỉ số VN Index và 118.25 điểm của chỉ số HNX Index. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và dừng bán. Dưới đây là danh mục khuyến nghị ngắn hạn được chúng tôi update hàng ngày. Quý nhà đầu tư có thể theo dõi và lựa chọn cho mình những cổ phiếu phù hợp nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong bản tin Morning Note sáng ngày 26 tháng 6 năm 2020. Chúc quý nhà đầu tư thành công!